Năm nay 68. Là ở đây gọi là ở đâu ạ? Ở đây là tổ kiến ấp Thành Nghĩa. Dạ, Thành Đông, Châu Tây Ninh. À. Dạ, rồi ngoại là dùng những cái lon đầu tiên là ngoại thấy cơ thể. Ý là lúc đầu là ngoại bị vấn đề sức khỏe gì? Dạ, thì nói chung là cảnh này nè. Dạ. Thì qua nó nói bây giờ bác bị như vậy thì đều bác uống sữa như này vô. Dạ. Rồi bác sẽ nó từ từ nó sẽ hết bệnh. Dạ, nó cải thiện cái vấn đề. Thế là bắt đầu cái rồi tôi uống thì nó chỉ là uống vô thì uống hết xong bắt đầu còn lại dốc cái hộp sữa xuống thì rồi còn lại sữa là bắt đầu lấy là bôi lên đầu. À, là lúc là đầu mà bị cái gì? Là nó nặng mụn và mụn vật mụn to lắm kìa. Dạ. Coi như là nó cứ mảng này mảng kia là không, nó rụng hết tóc luôn đó. Dạ. Thế là phải đi cạo chọc về, bây giờ nó đang mọc ra này. Dạ. Thế nó bắt đầu uống sữa vô bắt đầu bôi lên đây tự nhiên nó mọc tóc lại. À, rồi mày có biết cái mụn này là nó nặng đi. Nặng đi. Đấy. Thế là bây giờ trong người thì cũng thấy nó khỏe mà. Dạ. Chân thì chuột nó rút, nhưng mà uống mấy bữa nay tự nhiên cái đường đêm ngủ nó không bị chuột rút nữa. Dạ. Rồi con có nghe nói mà có bị tiểu đường không? Có. À. Nó có bị tiểu đường. Đúng nhẹ. Con như là đủ dạ. Chứng bệnh. Nói nhưng mà nói bệnh thì nhiều lắm. Dạ. Rồi. Ngoại có thể kể sơ về cái bệnh của ngoại không? Coi như là nếu mà kể sơ bây giờ nói là thần kinh tọa là khớp khớp nè, đĩa đệm nè, rồi gai cột sống nào, rồi tiểu đường nào, máu nhiễm mỡ nè, đó, rồi bao tử con như là nó có hết luôn á, coi như người muốn hết bệnh đi. Dạ. Đấy. Dạ. Ngoài sự. Phải là ngoài dùng ba lon này đúng không ngoại? Đúng rồi. Đây dùng ba cái lon này nè, nào uống bây giờ là đang lon thứ ba hết.